câu lạc bộ của chúng ta. Và bây giờ cũng đã đến giờ câu lạc bộ chúng ta phải khai mạc để cho đêm biểu diễn giao lưu của chúng ta được thành công và tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể khách quý, kính thưa các anh chị em thành viên các câu lạc bộ, thưa toàn thể nhân dân trong thôn, để đón chào ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 2023 được sự đồng ý nhất trí cho phép của cấp ủy chính quyền thôn Hùng Trì, câu lạc bộ Zumba khiêu vũ thể thao thôn Hùng Trì tổ chức đêm giao lưu hôm nay nhằm động viên khích lệ tinh thần cho các chị em trong câu lạc bộ. Vậy lời đầu tiên cho phép tôi, chủ nhiệm câu lạc bộ, thay mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể khách quý và toàn thể nhân dân trong thôn cũng như trong xã đã có mặt tại đêm giao lưu hôm nay lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể khách quý, thưa toàn thể nhân dân và dự với đêm giao lưu hôm nay của chúng ta, tôi xin trân trọng giới thiệu về phần thôn Đàm Văn Nho, bí thư trưởng thôn cùng các ông bà trong ban cấp ủy chính quyền cùng về dự với câu lạc bộ của chúng ta, tôi đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Còn có 12 câu lạc bộ bạn cũng về dự cùng với câu lạc bộ của chúng ta. Hôm nay tôi đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, câu lạc bộ Zumba khiêu vũ thể thao thôn Hùng Trì về được như ngày hôm nay là nhờ tới sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo trong xã cũng như trong thôn, và đặc biệt hơn là sự quyết tâm đồng lòng nhiệt tình của các thành viên trong câu lạc bộ và được sự ủng hộ đông đảo của quần chúng nhân dân trong thôn về mặt động viên tinh thần cho câu lạc bộ và được tài trợ giúp đỡ của các gia đình các mạnh thường quân về tiền bạc vật chất như gia đình chị Hiền Tượng, Hương Tiết tài trợ cho câu lạc bộ 2 triệu đồng, gia đình chị Thúy Báo tài trợ cho câu lạc bộ 2 triệu đồng, và gia đình chị Hiểu Cậu đã tài trợ cho câu lạc bộ của chúng ta chiếc khung để giao lưu trong đêm hôm nay, và gia đình bà Tám Thịnh cũng tài trợ cho câu lạc bộ 200.000, và gia đình bà Hồng Trọng cũng tài trợ cho câu lạc bộ 35 quả bưởi để tổ chức đêm giao lưu hôm nay, và gia đình bà Nghi Thiện cũng tài trợ cho câu lạc bộ 100.000 đồng. Đây, tôi xin thay mặt cho các thành viên trong câu lạc bộ xin cảm ơn và xin chúc gia đình các ông bà chị em lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thuận lợi trong mọi lĩnh vực công việc làm ăn, và chúc cho đêm giao lưu của chúng ta hôm nay được thành công tốt đẹp. Để bước sang phần giao lưu hôm nay, tôi xin được thông qua về các vòng giao lưu và số thứ tự của các câu lạc bộ cụ thể như sau. Trong đêm hội giao lưu hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức giao lưu chia làm 2 vòng, và mỗi một vòng mỗi câu lạc bộ sẽ biểu diễn một tiết mục của mình. Vậy cụ thể số thứ tự của các vòng biểu diễn như sau để các câu lạc bộ chúng ta nắm được và chuẩn bị tiết mục của mình. Về vòng 1, số 1 là câu lạc bộ Zumba khiêu vũ thôn Hùng Trì. Thứ 2 là câu lạc bộ thôn Mù. Thứ 3 là câu lạc bộ thôn Trình. Thứ 4 là câu lạc bộ thôn Hướng Đạo. Thứ 5 là câu lạc bộ thôn Xanh Tý. Thứ 6 là câu lạc bộ thôn Cát Lư.
thứ 7 là câu lạc bộ Biển Xanh Tân Huế, thứ 8 là câu lạc bộ Phụ Nữ Thôn Tân Huế, thứ 9 là câu lạc bộ Dương Kiên, thứ 10 là câu lạc bộ Thôn Ngọc, thứ 11 là câu lạc bộ Mẫn Nhi, thứ 12 là câu lạc bộ Thôn Cầu. Đó là vòng 1. Và vòng 2, số thứ 1 là câu lạc bộ Thôn Hùng Trì, thứ 2 là câu lạc bộ Thôn Trình, thứ 3 là câu lạc bộ Thôn Mù, thứ 4 là câu lạc bộ Thôn Tân Nhuế, thứ 5 là câu lạc bộ Dương Khuyên, thứ 6 là câu lạc bộ Cát Lư, thứ 7 là câu lạc bộ Thôn Xanh Tý, thứ 8 là câu lạc bộ Mẫn Nhi, thứ 9 là câu lạc bộ Thôn Ngọc, thứ 10 là câu lạc bộ Thôn Cầu, thứ 11 là câu lạc bộ Biển Xanh, và thứ 12 là câu lạc bộ Thôn Hướng Đạo. Vâng, vừa rồi là cũng là vòng biểu diễn và cũng là tiết mục biểu diễn của thứ tư của các câu lạc bộ. Và trước khi để vào chương trình giao lưu hôm nay, tôi cũng xin có một đôi lời muốn nhắn nhủ đến tất cả các chị em thành viên trong câu lạc bộ là như sau. Nếu tất cả những câu lạc bộ của chúng ta nếu biểu diễn ở những số thứ tư trước biểu diễn xong, thì tôi cũng đề nghị chị em thành viên ở trong các câu lạc bộ chúng ta hãy lắng lại để cho đêm giao lưu bao giờ kết thúc thì chúng ta hãy về, vì chúng ta ở lại để cùng cổ vũ cho những câu lạc bộ ở sau. Có như thế thì đêm giao lưu của chúng ta mới thành công được tốt đẹp, và ở đâu cũng vậy, thôn nào cũng thế. Đấy, tôi cũng đề nghị với tất cả các câu lạc bộ như vậy. Thank you.